Câu chuyện gặp ma ở công trường. Đợt đó là ở Thái Bình. Còn cụ thể ở chỗ nào của Thái Bình thì mình xin phép không nói nhé. Thời điểm đó là đầu tháng 7 âm lịch. Cái tháng mà dân công trình bọn mình rất ngại đi, nhưng mà vì công việc bắt buộc nên đành mặc kệ mà đi làm. Với đặc thù của công việc nén tỉnh là phải trực 24/24 ở công trường để theo dõi độ lún của các cọc bê tông. Chỉ cần sai số chút thôi, sau này sẽ ảnh hưởng đến công trình xây dựng, nên dù có gặp thứ gì đi nữa thì bọn mình cũng không dám bỏ đi chỗ khác khi đang làm việc. Công trình đó là một bãi tha ma tự phát được chính quyền di dời đi chỗ khác để quy hoạch thành khu chế xuất. Lúc mình xuống làm thì chỗ đó được san lấp mặt bằng phẳng phiu hết rồi. Cả một khu đất mặt bằng rộng hàng ngàn hecta, xung quanh vắng vẻ toàn là đồng. Ở đó có 7 cọc bê tông theo quy trình nén thì mình phải ở đó 7 ngày. Ngày đầu tiên thì bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đến đêm thứ hai thì mình bị bóng đè liên tục. Cứ đang nằm là lại bị rùng mình một cái, xong bắt đầu thấy đầu hơi quay quay là mình biết sắp bị bóng đè. Vì bị nhiều nên mình cũng quen rồi. Lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo, không phải trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đâu nhé. Chỉ khác lúc bình thường là không thể mở mắt và không thể cử động tay chân thôi. Còn lại vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Mình cố gắng vùng dậy nhưng không thể nào dậy được. Đến khi chuông báo thức kêu thì tự nhiên mình lại cử động được chân tay. Lúc đó mới có hơn 2 giờ đêm nhưng mình không dám ngủ tiếp nữa. Thỉnh thoảng lại có con mèo quang đi qua làm mình giật mình nên cứ ngồi dậy cho đến sáng. Hôm sau mình hơi mệt do thức trắng đêm nên ăn cơm chưa xong mình mất giọng ngủ trưa. Đang lơ mơ ngủ thì mình mơ thấy có một người đàn ông mặc quần áo thời xưa, không phải quần áo ngày nay, đến chỗ mình với vẻ tức giận và hỏi mình là tại sao đã đuổi họ đi. Mình nói cháu có biết gì đâu, cháu chỉ theo lệnh xuống đây đo lường mấy cái cọc này thôi. Vừa nói mình vừa chỉ tay vào mấy cái cọc bê tông. Ông ta kể đã ở đây hàng trăm năm rồi, bây giờ mọi người bị đuổi đi hết rồi, còn lại chỗ của ông ta thì không ai đưa đi nên giờ chỉ còn một mình ông ta ở lại. Đang nói đến đó thì mình bị giật mình tỉnh giấc vì có chuông điện thoại. Mồ hôi ướt đẫm, mình nhớ rõ giấc mơ và cuộc nói chuyện nhưng không thể nào nhớ được mặt mũi ông ấy cả. Mình sợ nên gọi điện về công ty xin đổi người nhưng không được, vì mỗi người một công trình khác rồi, không còn ai ở công ty cả. Mình nói nếu không đổi người thì em xin nghỉ luôn. Lúc đó anh giám đốc mới nói là cố ở 2-3 ngày, thằng kia nó đi Vĩnh Phúc về thì nó xuống thai nên mình cố ở thêm. Đến đêm hôm đó mình không dám ngủ, cả buổi chiều đi kiếm củi để đêm ngồi đốt lửa cho đỡ sợ. Đến đêm hôm sau thì không thể thức được nữa vì quá mệt rồi, nên nằm cái là mình ngủ luôn. Trong giấc ngủ mình lại gặp ông mặc quần áo thời xưa đó. Ông nói đừng sợ, ông không hại cháu đâu. Ông thấy cháu có căn duyên nên nhờ cháu một việc. Mình còn nói là 2-3 ngày nữa xong việc, cháu về Hà Nội rồi, cháu không giúp gì được ông đâu. Xong ông ta bảo là chiều mai lúc giờ thân có 2 người xuống đây, cháu dẫn họ ra chỗ ông. Vừa nói ông ta vừa quay lưng đi ra phía giáp cánh đồng. Lúc đó mình không điều khiển được mình mà tự đi theo ông ấy. Cảm giác lúc đó nó vừa chân thật lại vừa hư ảo, khó tả lắm. Dẫn mình đi một đoạn thì ông ta bảo đến nơi rồi và chỉ chỗ ông ấy nằm. Ông ấy dặn ngày mai có 2 người đến thì chỉ họ chỗ này. Vừa nói ông ấy vừa cắm cái cành cây vào đó. Nói xong thì mình giật mình tỉnh giấc. Lúc đó là 4 giờ sáng. Mình nghĩ về giấc mơ đó nhưng sợ không dám đi ra vì trời còn quá tối. Đợi đến gần 9 giờ sáng mình mới dám đi ra chỗ đó. Ra đến nơi thì mình thấy có cành cây cắm ngay chỗ đó, đúng như lời người đàn ông kia nói, là ở chỗ là xung quanh đó là đất mềm và ẩm, nhưng lại không có bất kỳ vết dấu chân nào xung quanh đó cả. Mình thấy vậy mình qua lại khu vực công trình luôn, không dám đứng lâu, định bụng sẽ bỏ về Hà Nội luôn, nhưng trong lòng lại không đành, nên cứ nằm ở đó để làm tiếp và xem giấc mơ kia có phải thật không. Trưa hôm đó mình đang nằm võng thì ngủ ngon từ lúc ngủ đến lúc dậy, không mơ thấy gì và cũng không bị bóng đè gì nữa. Đến chiều chiều tầm 4 giờ
thì từ xa mình nhìn thấy có xe ô tô đang tới. Mình không biết là ai nên vẫn ngồi ở khu vực nén tĩnh. Từ trên ô tô bước xuống đúng là hai người của bên chủ đầu tư và bên thi công. Họ đến để kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và chốt ngày thi công. Mình sợ quá vì giống y như là người đàn ông trong giấc mơ nói như vậy. Mình quyết định nhắn tin Zalo về công ty kể lại mọi chuyện và xin ý kiến giám đốc. Thì anh giám đốc nói đi mua ngay qua quả với hương chứ quần áo để cúng cho họ. Sau đó anh ấy gọi điện trực tiếp cho ban chỉ huy công trường. Rồi ban chỉ huy công trường lại gọi cho hai người đi ô tô đó. Được khoảng 10 phút nghe điện thoại xong thì hai người đó đến chỗ mình hỏi mình có phải như vậy không. Và sau khi xác nhận thì họ nhờ mình đưa ra chỗ đó, đồng thời gọi người khác mua qua quả và hương mang đến. Sau khi đến đó và đi quanh chỗ cành cây cấm để kiểm tra được khoảng 30 phút thì có một anh đi xe máy mang đến hương qua quả, quần áo và cả ngựa giấy nữa. Thì cả bốn người cùng chắp tay khấn. Anh bên chủ đầu tư khấn và nói là sáng mai sẽ gọi máy múc đến đưa cụ về nhà sạch sẽ hơn, cụ cứ yên tâm và phù hộ cho các anh em chúng con ở công trường thuận bờm xuôi gió. Được khoảng tiếng sau thì cả ba người họ lên xe về, bảo mình cứ ở đây làm việc không phải lo gì, sáng mai sẽ cho máy múc đến. Đêm hôm đó mình nằm ngủ thì không thấy hiện tượng gì. Đến gần sáng, nửa tỉnh nửa mơ, mình lại nhìn thấy người đàn ông đó một lần nữa. Thấy ông ấy chắp tay cười và cảm ơn mình. Đến sáng hôm sau thì 7 giờ đã thấy người của công trường đến, có cả thầy cúng. Sau khi cúng xong thì máy xúc mới đến. Họ múc gầu thứ ba hay thứ tư gì đó thì thấy có xương thật nhưng không đầy đủ, vì xương nó đã gần như là trộn vào đất rồi, chỉ còn những cái xương to như là xương đùi, xương sọ. Hôm sau thì có người xuống thay mình. Kể từ đó mình không mơ thấy ông ấy nữa, nhưng cảm giác từ lúc đó trở đi mình gặp nhiều cái may mắn hơn. Đi liên quan 3 giờ sáng mới về say rượu, ngã lao xe xuống suối, chìm mất cả xe, mặt đập vào đá mà vẫn đi bộ được về đến nhà. Ai cũng bảo cao số, say rượu đêm hôm lại phi xuống suối, thế mà không chết.